Thưa quý vị, từ cuối tháng 5 đến nay, dông lốc xuất hiện ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như tại thành phố Cần Thơ thì đã có hàng trăm căn nhà bị hư hỏng và trong đó thì có một trường hợp tử vong vì sập nhà. Và điều đáng nói là người dân có thể giảm bớt phần nào thiệt hại do thiên tai nếu như họ chú ý chằng chéo nhà cửa trước mùa mưa bão. Nhà bất mái, số bị cuốn hư hỏng, số treo lơ lửng trên đường dây điện như thế này. Khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 6, một cơn dông lốc lớn thổi qua địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Khoảng 150 căn nhà, hai trụ điện, hàng loạt cây xanh bị ngã đổ. Trời ơi chú ơi, khủng khiếp lắm chú à, cái cây trụ đèn đó ngang xong mà có dây chằng mà vẫn gãy như thường. Cái trụ đèn là gãy mới cẩu đi đó. Từ đầu năm 2020 đến nay đã có 3 đợt dông lốc lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hơn 400 căn nhà đã bị sập hoặc đổ ngã. Ngay đợt mưa lớn chiều ngày 10 tháng 6 đã có một người bị thương vì sập nhà. Đến sáng nay, người này đã tử vong. Theo nhiều người dân, dông lốc đến rất bất ngờ nên bà con không kịp trở tay. Đó chỉ trong vòng có hồi lúc đó chỉ có chừng 30 giây thôi là làm có hô một ngang là xong rồi. Còn mưa thì lớn lâu thôi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, dông lốc dù đến bất ngờ và mạnh, nhưng người dân có thể chủ động giảm bớt phần nào thiệt hại. Ngay lúc giao mùa, bà con có thể chằng chéo lại nhà cửa hoặc gia cố mái nhà bằng bao cát. Chúng ta phải chủ động kiểm tra cái sự vững chắc của ngôi nhà, chính ngôi nhà mình đang ở, bằng cách là chủ động chằng chống các cái nhà cửa, và đặc biệt là cái sự liên kết giữa các cái cột với cái nền thì chúng ta phải gia cường. Chi phí để gia cố nhà cửa bằng bao tải cát hoặc dây thép chỉ vài trăm ngàn đồng. Để đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân cũng nên áp dụng lại cách này để căn nhà của mình vững chãi hơn trong dông lốc. Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đã có giải pháp mới để tháo gỡ bài toán mang tính cấp bách về hạ tầng giao thông được nêu ra, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin từ nhóm viên Huỳnh Tâm, Hồng Việt. Một trong những vấn đề mà các đại biểu tại đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt quan tâm đối với Bộ Giao thông Vận tải đó chính là làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cao tốc nhằm để hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông cho khu vực. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ đề xuất Quốc hội giải pháp chuyển 3 dự án cao tốc gồm đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết, Mai Sơn Quốc lộ 45, Phan Thiết Dầu Dây từ hình thức đầu tư đối tác công tư sang đầu tư công dưới 100% vốn nhà nước. Đây là cách làm linh hoạt, phù hợp trong bối cảnh hiện nay, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần tăng trưởng kinh tế. Theo các đại biểu, không chỉ 3 dự án này mà cần mở rộng đầu tư công kết hợp cả tư ở các dự án cấp bách kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến vào ngày 19 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư nói trên. Hy vọng việc điều chỉnh bổ sung chính sách cũng như hình thức đầu tư lần này, các dự án giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam sẽ được đẩy nhanh và sớm hoàn thiện trong thời gian tới. Trong phiên thảo luận về luật bảo vệ môi trường sửa đổi diễn ra vào sáng nay, các đại biểu khu vực phía Nam đưa ra ý kiến là cần đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xử lý rác thải. Đại biểu ở Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đề xuất trong luật bảo vệ môi trường sửa đổi cần bổ sung quy định giảm thấp nhất tỷ lệ chôn lấp đối với rác thải sinh hoạt hiện nay, bởi cách làm này sẽ dễ dẫn đến tình trạng quá tải và gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các thành phố lớn. Thay vào đó, cần có cơ chế thu hút, mời gọi doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Để có những công nghệ xử lý tốt nhất, vừa bảo vệ môi trường, vừa tận dụng làm vật tư nông nghiệp, thêm một điểm mới của luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này là cắt giảm 40% thủ tục hành chính liên quan, nhưng dự kiến sẽ tăng các biện pháp chế tài nhằm quản lý lĩnh vực này hiệu quả hơn. Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, đồng nghĩa với việc mở ra chân trời mới cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với trên 500 triệu dân và tổng sản phẩm nội địa GDP khoảng 18.000 tỷ đô la Mỹ này. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội đó là những thách thức lớn, đòi hỏi cơ quan nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức cần thay đổi mô hình hoạt động để tận dụng các lợi thế mà Hiệp định EVFTA mang lại, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may nhiều nhất thế giới, chiếm đến 34% và nhu cầu liên tục tăng trưởng. Với hiệp định này, 100% các mặt hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta hiện tại là đang định theo hướng là chúng ta liên kết chuỗi.
chính cái liên kết chuỗi nó mới giải quyết được cái bài toán rủi ro, cũng như là nó cung ứng phối hợp nhịp nhàng giữa ba cái yếu tố sợi, vải và may mặc. Ngoài dệt may, có rất nhiều ngành nghề sản xuất của Khánh Hòa sẽ được hưởng lợi từ hiệp định như thủy sản, da giày, chế biến gỗ, cà phê. Bởi ngay sau khi hiệp định có hiệu lực và đi vào thực thi, EU cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương với 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU, giúp hàng hóa cạnh tranh hơn về giá. Chúng ta phải có cái khả năng chúng ta hiểu biết về quy tắc xuất xứ, các điều kiện mà châu Âu đưa ra. Bên cạnh cái việc chúng ta biết được cái mức thuế ưu đãi, chúng ta phải biết nó, và đặc biệt là chúng ta hết sức lưu ý các sản phẩm chúng ta phải có cái quy trình sản phẩm và lưu trữ hồ sơ, chứng từ để chứng minh sản phẩm chúng ta một cách rõ ràng và minh bạch. Với đặc thù tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98%, các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Do đó, suốt thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, tận dụng cơ hội để gia nhập thành công. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, tập trung các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Chúng ta là phải cạnh tranh khốc liệt với các hàng hóa nhập khẩu, đòi hỏi các doanh nghiệp không những là tăng cường chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nhưng còn cần phải gọi là tối ưu hóa về sản xuất kinh doanh để làm sao chúng ta áp dụng công nghệ hiện đại. Hội nhập đang trở thành xu thế tất yếu, góp phần tạo cú hích cho nền kinh tế. Tuy nhiên, việc được mất trong các hiệp định thương mại không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cải cách của nhà nước, mà quan trọng là quyết tâm của chính các doanh nghiệp. Với vai trò cửa ngõ phía đông của Bình Dương, Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Uyên được chọn là đại hội điểm của tỉnh Bình Dương. Thị xã Tân Uyên là một trong những cái nôi cung cấp nguồn cán bộ chất lượng cho tỉnh. Trong Đại hội Đảng bộ thị xã, đề án nhân sự có tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ đều ở mức khá cao so với quy định. Ban thường vụ thị ủy khẳng định không vì cơ cấu mà chọn cán bộ không chất lượng và sàng lọc để có được những cán bộ tốt gắn với nhiệm vụ đại hội đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, thị xã Tân Uyên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, giá trị công nghiệp tăng trưởng gấp 2 lần giai đoạn trước, thu nhập bình quân đầu người đạt 135 triệu đồng, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Để có được kết quả này, công tác cán bộ là một trong những yếu tố then chốt. Ban tổ chức sẽ sàng lọc về cái yếu tố lịch sử chính trị, rồi đánh giá của chúng tôi qua từng năm, nhận xét của chúng tôi đối với những người mà cơ cấu cấp ủy qua từng năm. Nhận xét nhiều năm liền phải đạt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ, và các thực tế nhất là người đó phải ở cơ quan đó thì phải cơ quan đó phải làm thật là tốt công việc được giao và nhiệm vụ phải luôn luôn hoàn thành. Cái thứ ba nữa là đánh giá của người đó là đánh giá qua cái việc là mối quan hệ trong cái giao tiếp ứng xử và cái phẩm chất đạo đức và trong cái việc thực hiện cái gắn bó với làng xóm nơi mình cư trú. Là địa phương phát triển về công nghiệp và phát triển đô thị mạnh của Bình Dương, nhiệm kỳ này Tân Uyên phấn đấu trở thành đô thị loại 2 năm 2025. Đi cùng với nhiệm vụ này, tại đại hội, các biện pháp sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được xác định là biện pháp quan trọng. Các đồng chí đã cố gắng chọn những đồng chí có trình độ chuyên ngành cao về lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị để bố trí vào những vị trí chủ chốt ở các cái phòng, rồi vị trí của ủy ban dân để lãnh đạo về nội dung này. Do đó vừa phát huy được cái nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo cán bộ kinh qua thực tiễn ở cơ sở để cung cấp nguồn cán bộ cho tỉnh Bình Dương trong tương lai. Phải coi cán bộ, công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, để từ đó làm tốt công quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực ngang tầm nhiệm vụ. Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu. Theo tinh thần đại hội, cùng với tiếp tục làm tốt quy hoạch cán bộ sắp tới, các cấp ủy Tân Uyên sẽ tiếp tục luân chuyển 30-40% cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong đó có tới 20-25% cán bộ quản lý phường xã sẽ được điều chuyển về thị xã và ngược lại trên nguyên tắc đúng người, đúng việc. Chủ trương này được triển khai vừa là để thử thách rèn luyện, vừa là bước tạo ra động lực cho đội ngũ cán bộ trong triển khai các nhiệm vụ chính trị.